Cậu cũng to gan đấy. Đúng là con nhà giàu khác các bạn. Có đồ ăn ngon lắm. Mình đi. Thầy gấu kia làm phần quà. Wow. Được rồi. Vậy là ai là người chủ bây giờ? Mà cậu thử nhớ đánh giá cho tớ điểm cao nhá. Đồ ăn tớ chắc chắn tớ ngon hơn đồ ăn cường luôn. Cái này của cậu đó. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Thôi thôi thôi. Thôi cậu, đừng cãi nhau nữa. Thôi tớ ăn được chưa? Thái là cậu thử cái cạnh tớ đi, nó ngon không? Thôi để tớ thử. Ê, cho ăn được bạn. Thầy này không biết ngon. Ui các bạn ơi, hương vị của nó là mùi thơm rồi. Đồ ăn ngon của chúng mình nhỉ? Ừ nhỉ, tự dưng Hải lại được ăn đồ ăn ngon. Hải!
gì? Ừ, các cậu đã biết rồi đấy, tớ làm gì có nhà đâu. Ừ, hãy làm gì có nhà đâu. Các bạn ơi, sao Đại với Cường lại lấy BB của mình nhỉ?